Tại sao cái chị bị tắc nghẽn dòng tiền? Là bởi vì cái cảm xúc của mình. Cái chị cứ tưởng tượng giống như là một cái đường ống thôi, tiền nó bắt đầu là nó hút về bên mình, mà tự dưng cái đường ống này nó có một cái gì đó nó ngăn chặn lại, và tiền của mình nó không có lưu thông vào được. Vậy thì những cái nó chặn tiền không có lưu thông vào được, đó là những cảm xúc không có tích cực. Nên giờ làm sao để các anh chị phải loại bỏ đi những cái cảm xúc không có tích cực về tiền bạc, và đổi lại đó là các anh chị thay đổi, đó là những cảm xúc biết ơn, yêu thương, mừng rỡ, đủ đầy ở bên trong. Diễm nói với các anh chị, tiền về như hơi thở luôn, đúng không? Những cái ngày mà Diễm biết ơn tiền bạc á các anh chị, mình biết ơn tiền bạc, mình yêu thương tiền bạc á, trời ơi, tiền mà như hơi thở các anh chị nha. Đây là một cái bí kíp đó, đúng không? Đây là một cái bí kíp mà các anh chị có thể ứng dụng, và Diễm chỉ cho các anh chị cách để mình ứng dụng luôn rồi nha. Vậy thì bây giờ làm sao để mà các anh chị có thể trở thành một nam châm thu hút tiền bạc? Có bao giờ số các anh chị không biết cái bí kíp để trở thành một cái cục nam châm thu hút tiền bạc ạ? À? Comment tôi ạ. Vậy thì để mà các anh chị có thể trở thành một nam châm thu hút tiền bạc ha, đây là cái cách mà Diễm đã ứng dụng nha chị. Mình đã ứng dụng và đã giúp cho Diễm là thu hút rất là nhiều và tiền bạc đến với lại cuộc sống của mình. Một cái thói quen nữa các chị nha, để mà các anh chị có thể trở thành một nam châm thu hút tiền bạc, thì cái bước thứ nhất các anh chị cần phải biết rõ được cái số tiền mà các anh chị mong muốn thu hút về là bao nhiêu. Biết rõ cái số tiền mà các anh chị muốn thu hút về là bao nhiêu ha. Và cái phần đầu tiên này các anh chị phải làm tốt nha, cái phần mà cái đường ống nó phải lưu thông. Các anh chị làm sao để loại bỏ hết những cái cảm xúc không có tích cực về tiền bạc đi, luôn luôn biết ơn, yêu thương tiền bạc của mình, thì cái đường ống của các anh chị bắt đầu sẽ lưu thông. Và khi mà đường ống của các anh chị bắt đầu lưu thông rồi, thì các anh chị dùng cái cách này Diễm chia sẻ sẽ giúp cho các anh chị thu hút tiền bạc về như hơi thở luôn. Bước thứ nhất là các anh chị cần phải biết được cái số tiền mà các anh chị muốn thu hút là bao nhiêu. Ví dụ các anh chị nha, cái số tiền này Diễm đã thu hút về được rồi ha, nên là thành ra là Diễm sẽ lấy mẫu ra cho các anh chị xem. Đây là cái con số tiền mà cách đây tầm khoảng 2 đến 3 năm trước Diễm mới thu hút về con số tiền này. Đây là con số tiền 3 tỷ. 3 tỷ các anh chị. Diễm, đây là bước thứ nhất, các anh chị cần phải có được cái con số mà các anh chị mong muốn là bao nhiêu. Và sau khi mà Diễm đặt ra được cái con số mình mong muốn rồi thì bước thứ hai, các anh chị cần phải quy đổi cái con số các anh chị mong muốn ra thành hình ảnh. Quy đổi cái con số mà các anh chị mong muốn ra thành hình ảnh. Có thể là sao ạ? Nếu mà các anh chị hay để tiền của mình vào két sắt, chẳng hạn các anh chị hay để tiền của mình vào két sắt đi, thì các anh chị cần phải có một cái hình ảnh một két sắt đầy tiền. Chẳng hạn vậy. Còn nếu như mà anh chị hay để tiền vào sổ tiết kiệm, thì các anh chị phải có một cái hình ảnh, quy đổi hình ảnh mà. Là cái hình ảnh là có một cái cuốn sổ tiết kiệm mà trong đó có con số mà các anh chị mong muốn. Hoặc nếu mà các anh chị để tiền trong cái tài khoản của mình, thì các anh chị có thể in ra giống như cái tờ này của Diễm nè, cái này là Diễm đã chụp hình lại trong cái internet banking đây, trong cái app internet banking của ngân hàng của các anh chị đó, đúng không? Diễm đã in ra con số này, có nghĩa là số tiền mà các anh chị mong muốn thu hút về bao nhiêu. Thường thường mình hay để tiền ở đâu thì mình cần phải có cái hình ảnh nó rõ ràng ở chỗ đâu. Đây là cái bí mật luật hấp dẫn đó các anh chị. Vì sao các anh chị biết không ạ? Khi mình in ra, đó là bước thứ hai. Qua bước thứ ba nè, bước thứ hai là các anh chị quy đổi hình ảnh, đúng không ạ? Qua bước thứ ba đó là các anh chị cần phải đưa cái hình ảnh này vào bên trong cái tiềm thức của mình, cần phải đưa cái hình ảnh này vào bên trong tiềm thức của mình. Luật hấp dẫn có nghĩa là cái gì mà có bên trong thì có bên ngoài, mọi sự vật sự việc sẽ diễn ra hai lần các chị. Lần thứ nhất là ở bên trong đầu của mình, và lần thứ hai là ở ngoài thực tế. Nà, cái con số tiền này là cái con số mà các anh chị mong muốn, mình vừa nghĩ đến
nó chưa thật sự có bên trong cái con người của mình chưa thật sự tin là mình có thể có được số tiền này. Nên là nhiệm vụ của mình là làm sao để cái con người bên trong của mình, để tiềm thức của mình tin rằng là mình có được cái số tiền này. Khi mà con người bên trong của các anh chị tin là các anh chị có số tiền này thì ngay lập tức bên ngoài cái số tiền này sẽ xuất hiện. Không có quan trọng thời gian là bao lâu, quan trọng là cái độ mà các anh chị, cái mức độ mà mình hòa hợp với vũ trụ tới mức nào thôi. Và vũ trụ không có đưa ra thời hạn là bao lâu đâu các anh chị. Không có đưa ra thời hạn là à cái này là mục tiêu này lớn lắm nên là thành ra phải cần thời gian nhiều hơn, à, mục tiêu kia nhỏ nên là thành ra một mục tiêu ít cần thời gian ít hơn. Không có, vũ trụ không có nói rằng là đối với vũ trụ thì mục tiêu lớn mục tiêu nhỏ thì như nhau. Đối với vũ trụ ok chị, nếu mà mình lấy 1 triệu đô mình chia cho tổng tài sản của vũ trụ thì nó sẽ ra được con số rất là nhỏ, đó là 0,0000 gì đó, rất là nhỏ. Hoặc là mình lấy 1 tỷ đô mình chia cho tổng tài sản của toàn nhân loại này thì nó cũng ra 0,0000 gì đó, nó dài ngày lắm cái gì. Nên là thành ra đối với vũ trụ thì 1 triệu đô hay 1 tỷ đô cũng như nhau. Quan trọng nè là cái mức độ mà các anh chị hòa hợp được với vũ trụ, nghĩa là cái niềm tin ở bên trong của mình. Các anh chị cần phải có được cái sự chắc chắn, các anh chị tin rằng là mình làm được, đây gọi là mức độ hòa hợp với vũ trụ. Còn giờ mình đặt ra mục tiêu mà mình chưa tin luôn, mình nói trời đất ơi mục tiêu lớn quá, không biết khi nào, không biết khi nào làm mới xong, cái là chưa tin lắm đó mà. Thì không sao cả, nếu mà mình chưa tin lắm thì Diễm sẽ chỉ cho các anh chị một cái phương pháp để giúp cho các anh chị có thể cài đặt là một cái mục tiêu nào đó vào bên trong tiềm thức của mình, và nó sẽ trở thành niềm tin luôn. Nó sẽ thông qua một cái công cụ chị nha, đó là cái công cụ lặp đi lặp lại hoặc là thôi miên. Thông qua cái công cụ lặp đi lặp lại sẽ giúp cho các anh chị biến một cái điều mới nào đó sẽ trở thành niềm tin của mình. Chẳng hạn như một cái sự việc nào đó mà các anh chị nghe cái người đầu tiên nói đôi khi mình không tin, nghe người thứ hai nói đôi khi cũng chưa tin lắm, nhưng mà gặp chục người nghe chục người nói, gặp trăm người nghe trăm người nói thì có tin không ạ? Bắt đầu là thấy thấy cũng tin tin á, đúng không? Sao nhiều người nói dữ vậy ta, nhiều người nói vậy chắc là có thể là bắt đầu là mình hơi lung lay đúng không ạ? Và tiềm thức của mình cũng vậy đó các chị, thành ra mình cần phải tận dụng cái phương pháp lặp đi lặp lại để các anh chị đưa một cái mục tiêu nào đó vào bên trong tiềm thức của mình. Mình sẽ mở cho các anh chị xem là những cái mục tiêu mà Diễm ứng dụng cái phương pháp này, à, mục tiêu nào cũng đạt được hết, kể cả về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ luôn. Vậy thì sau khi mà các anh chị có được cái hình ảnh này, nhiệm vụ của mình là làm gì tiếp theo? Lặp đi lặp lại để đưa nó vào bên trong tiềm thức của mình bằng cách các anh chị sẽ in ra và mình hãy để ở những nơi mà mình hay nhìn thấy nhất. Có thể là các anh chị sẽ để ngay cái đầu giường của mình, hay là những cái hình ảnh mà khi mà Diễm tham gia vào môi trường câu lạc bộ, Diễm ứng dụng những gì Diễm chia sẻ các anh chị thôi. Nhưng mà cái cuộc sống của mình các anh chị thành công rất là nhanh, các anh chị ha, đã cho ba mẹ của mình có thể là được đi du lịch vòng quanh thế giới. Các anh chị hãy nhìn những tấm ảnh trước và sau thành công của mình đây, qua tấm tiếp theo ạ. À, các anh chị thấy không ạ? Thì các anh chị nhìn thấy rõ ha, Diễm ứng dụng cái công thức này để Diễm mong muốn thu hút cho mình một cái căn biệt thự và một cái chiếc ô tô. Diễm đã quy đổi nó ra thành hình ảnh là các anh chị, và Diễm đăng vào Zalo mình để chế độ là chỉ mình tôi luôn. Và các anh chị biết rằng là mình đăng Zalo, các anh chị thấy không ạ? Diễm để chế độ chỉ mình tôi nè, mình đâu dám đăng công khai, các anh chị đăng công khai có công ta nói mình ảo tưởng sức mạnh sao, thành ra mình chỉ dám để chỉ mình tôi thôi, chỉ mình thấy thôi. Diễm đã in cái tấm hình này ra đó các anh chị, và Diễm cũng đã dán ở khắp nơi ở trong cái ngôi nhà của mình. Ngày nào mình cũng nhìn thấy cái ngôi nhà của mình và chiếc xe mơ ước của mình. À, nhìn đi nhìn lại, nhìn đi nhìn lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cho đến khi những cái hình ảnh này nó sâu vào bên trong tiềm thức của mình các anh chị. Và một điều tuyệt vời các anh chị nha, đó là năm 2017 độ mà Diễm đặt ra cái mục tiêu này, đó là mình sở hữu một căn biệt thự, nhà vườn và một chiếc ô tô. Thì vào năm 2020 nếu mà Diệp đã sở hữu được một căn biệt thự 1 triệu đô,
và một cái chiếc ô tô y chang như trong hình luôn. Và cái căn biệt thự mà Diễm sở hữu á các anh chị, nó cũng làm có một cái khu vườn đằng sau y chang như tấm hình luôn. Diễm nói các anh chị là cái cách mà Diễm chia sẻ với các anh chị nó cực kỳ vi diệu luôn nha, chứ không phải là chuyện bình thường đâu ạ. Có thể là qua tấm tiếp theo ạ. Bây giờ Diễm đang sở hữu các anh chị ha. Tiếp theo là đó là cái chiếc ô tô của ba mình. Đây, các anh chị thấy không ạ? Diễm vẫn tải hình về. Mình rất là khao khát tại vì cả cuộc đời ba của mình mong muốn sở hữu một chiếc ô tô. Nhưng mà ba của mình chưa có làm được. Thành ra mình làm con đúng không ạ? Nếu mà ba của mình mà chưa làm được thì mình sẽ là người thực hiện ước mơ của ba mẹ của mình. Có bao nhiêu số các anh chị ra quyết định điều này ạ? Ba mẹ của mình, các chị hỏi đi. Hỏi xem ba mẹ của mình có ước mơ gì không? Hỏi. Đấy à, ba ơi, ba có ước mơ gì không, ba nói con mua cho, rồi mẹ có ước mơ gì không, con thực hiện cho. Cái chị hỏi đi, là mình hỏi là tự nhiên có thì có yêu cầu liền nghe chị, mình sẽ có một cái nguồn động lực rất là lớn đúng không ạ, để mình làm điều này. Và khi mà Diễm hỏi ba, Diễm nói rằng ba muốn sở hữu chiếc này, và Diễm kêu ba là lên 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 Google đi, lựa chọn hình ảnh đi, rồi mà muốn sở hữu chiếc nào thì gửi qua hình ảnh chiếc đó. Và khi mà ba Diễm gửi qua chiếc này, thấy Diễm có hình ảnh rồi. Diễm vẫn lên vào Zalo, Diễm để chế độ là chỉ mình tôi. Và mình sống như thể là mình đã tặng được cho ba của mình cái chiếc xe này vậy các anh chị. Để chế độ các anh chị thấy chữ mình tôi không ạ? À? Đâu ai xem được, có mình xem được thôi. Và Diễm ghi là sao ạ? À? Quà tặng sinh nhật trước cho ba yêu. Cả nhà có thể gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến hai con người tuyệt vời này không? Cái này chưa xảy ra đâu nha. Cái này Diễm đang hình dung tưởng tượng bên trong tâm trí thôi. Bên trong tâm trí là mình đã sở hữu chiếc xe này rồi, mình đã mua tặng cho ba của mình rồi, và mình sẽ đăng những cái câu ta tút này lên trên mạng để mọi người cùng chúc mừng ha. Và Diễm đã in hình cái chiếc xe này ra các chị, và mình dán khắp tất cả mọi nơi trong cái ngôi nhà của mình, để cái chiếc xe này nó được ăn sâu vào trong tiềm thức của mình thông qua cái cảm xúc của mình rất là mãnh liệt các chị ha. Và cuối cùng là chỉ sau 5 tháng, Diệm đã biến được cái chiếc xe này ở bên trong tâm trí và đã trở thành sự thật ra bên ngoài. Mình đã mua tặng được cho ba của mình một cái chiếc xe đúng không ạ? Mà như ba của mình mong muốn luôn. Nó rất là tuyệt vời các anh chị. Nhà mình trước lại kéo xuống những cái ở phía dưới ha. À, mình qua tấm hình đó đi ạ. À. Đúng rồi. À, đây là những cái mình cũng là dùng y chang như vậy, cũng quy đổi ra hình ảnh. Diệm mong muốn có một cái visa Mỹ để mà mình đi du lịch Mỹ chơi thôi. Hai cái anh chị và Diễm cũng lên, Diễm quy đổi ra hình ảnh được mà. Sau đó là mình đem cái hình ảnh đó về mình dòm dòm riết dòm riết dòm riết, cái nó vô tiềm thức các anh chị. À, vô tiềm thức sau đó là Diễm có được cái visa Mỹ ngoài thực tế luôn. À, và tiếp tục thì đã ứng dụng vào những cái chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình. Các anh chị thấy Diễm ra quyết định nè, nhờ bắt đầu trước phóng to cái quyết định ra ha. Các anh chị hãy nhìn cái ngày mà Diễm ra quyết định nè các anh chị. Đó là ngày 5 tháng 3 năm 2018. Đây là cái ngày mà chị mới biết câu lạc bộ chạm tay hóa vàng luôn. Không biết anh chị nào ở đây, các anh chị mới biết câu lạc bộ chạm tay hóa vàng trong vòng tầm khoảng 1 tháng thôi ạ. Trong vòng 1 tháng thôi, mới gần đây thôi. Mình mới biết thôi, lúc này là Diễm cũng vậy đó. Diễm biết câu lạc bộ chắc lúc này là tầm khoảng 2 3 tuần gì đó. Đúng không ạ? Thế là Diễm thấy sao mấy anh chị em trong câu lạc bộ đi du lịch như đi chợ vậy trời. Mình cũng rất là ao ước khao khát làm sao để mình có thể tự do thời gian, tự do không gian, tự do tài chính để mình cũng có thể đi du lịch vòng quanh thế giới giống như các anh chị. Thế là lúc đó Diệp đã đưa ra cho mình một cái quyết định. Lúc này là mới vào câu lạc bộ thôi nha, mới vào có 1 tuần 2 tuần gì đó. Diệp ghi là sao ạ? À? Ghi như thể đã đạt được rồi nè. Tiềm thức đã hưởng ứng cho tôi trở thành triệu phú đô la. Và tiềm thức đã cho tôi chính xác những gì mà tôi yêu cầu và quyết định. Cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Tin hay không thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Và sức mạnh tiềm thức nó đúng với Diệm, nó cũng sẽ đúng với tất cả mọi người trên vũ trụ này. Đúng mà Diệm sẽ chỉ cho cái Diệm sẽ chia sẻ cái cách Diệm thành công và trở thành triệu phú như thế nào. Nhanh chân lên nhé, vì Diệm đi thực hiện sứ mệnh và du lịch sứ mệnh thực hiện sứ mệnh và du lịch vòng quanh thế giới, không có thời gian nhiều gặp mọi người đâu. Sau đó mình ra quyết định là gì ạ? Tháng 4 sẽ đi New York. Tháng 6 mình sẽ đi xem World Cup. Tháng 8 mình sẽ đi châu Âu. Ai muốn nghe Diễm chia sẻ comment tôi. Kinh chưa? Lúc này là mới vô câu lạc bộ 1 tuần 2 tuần thôi đó. Mà dám ra quyết định vậy đó các anh chị.
Quyết định như thế là sao mà mình thành công rồi mà, nên bây giờ mình phải ghi ta tốt đúng không? Đó giờ tôi thành công lắm rồi, tôi chia sẻ nè, do đây tôi chia sẻ cho là ra quyết định luôn. Và một điều rất tuyệt vời nghe chị, từ một cái cô gái đi làm hưởng lương khi mà ghi cái quyết định này, mới vào câu lạc bộ thôi mà, lúc còn đang không có việc làm, nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì nó đã diễn ra y chang như những cái gì mà Diễm đang ghi trong cái tấm hình này. Mình là Diễm đã trở thành 1 triệu phú đúng không? Mình đã bước tới New York, mình đã đi xem World Cup và Diễm đã tới châu Âu. Cuối tháng này mình lại tiếp tục đi du lịch châu Âu 5 sao và mình Diễm đã đến châu Âu 2 lần. Tuyệt vời không ạ? Nó vi diệu lắm nghe chị. Diễm nói với anh chị rằng là nó vi diệu kinh khủng khiếp luôn, khi mà mình nhìn lại thì tất cả những cái gì mà mình đưa ra quyết định nó đều trở thành sự thật hết.